Thì hiện tại mình theo nghề tóc cũng hai mươi mấy năm rồi. Bây giờ mình làm những cái điều mới mẻ trong nghề tóc là giống như là tattoo hair. Vì dù gì mình cũng có cái đam mê xăm trong đó, nên kết hợp giữa xăm và tóc nên cho ra những cái tác phẩm mới hơn là hết tóc bình thường. Cũng rất nhiều cái khó khăn khi mà theo cái tattoo hair này. Hết tóc bình thường thì rất là nhiều rồi, mà khi mà theo cái tattoo hair mình nhiều khi mình muốn lên mạng mình kiếm một cái clip nào đó để người ta hướng dẫn cho mình mà không thấy. Là hầu như là tất cả là làm xong á rồi người ta mới chụp lại thôi, mình coi mình không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng mà vì đam mê nên mình có hỏi một người bạn thân của mình là tên Cường á, là người đó đang làm xăm bên mình, người đó sẽ đã hướng dẫn cho mình một số kỹ thuật bên xăm để mình kết hợp vô. Rồi từ đó tự tìm tòi tự học luôn chứ không ai dạy. Và mình có những cái buổi livestream mà hướng dẫn từ đầu tới cuối luôn. Chứ nhiều lúc lên mạng, lên YouTube này kia kiếm mà không thấy ai hướng dẫn, không biết học từ đâu. Nên bây giờ mình muốn chia sẻ ra cho mọi người bên Paper của mình là từ đầu tới cuối tất cả là đều học hết chứ mình không có giấu giếm gì hết.